Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Thích Minh Đạo nói rằng Sư Minh Tuệ là pháp bảo của nhà Phật. Ngày 10 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay Sư Thích Minh Đạo trở lại sau vụ kiểm điểm, nói rõ quan điểm về Sư Thích Minh Tuệ. Theo đó, Sư Thích Minh Đạo vừa xuất hiện trở lại, lần đầu tiên sau thông báo ẩn cư, sau khi bị giáo họ Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu kiểm điểm vì khen Sư Thích Minh Tuệ. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, trong video mới nhất ngày 9 tháng 6 này, có thể thấy một ảnh lớn chụp sư Thích Minh Tuệ được treo trên tường ngay sau lưng sư Minh Đạo như một cách bày tỏ quan điểm của sư đạo đối với vị sư này. BBC dẫn lời sư Minh Đạo gửi lời tri ân, biết ơn sự mến thương của các Phật tử dành cho ông. Ông nói rằng: Ai sinh ra trong đời cũng phải chịu thử thách, hãy xem đó là bài học để giúp chúng ta trưởng thành, nhất là bị vô oan, vô khống, bị chà đạp danh dự là thử thách lớn trong đời, cho thấy vọng tâm của mình đang ở giai đoạn nào. Nếu bình thản trước sóng gió cuộc đời, chấp nhận, lắng nghe, tịnh tâm, hóa giải, thì sóng gió đó không đủ để triệu tiêu năng lượng của mình, thì chứng tỏ đời tu của mình cũng có ý nghĩa. Thời gian cay đắng nhất cuộc đời chính là thời gian để mình hành pháp, tức là chuyển hóa. Cho nên, quý Phật tử xa gần cũng đừng lo cho sư và sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ bây giờ đang ở một nơi nào đó, cũng để chuyển hóa chính mình. BBC nhắc lại ngày 17 tháng 5, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã họp giải quyết về phát ngôn của Sư Thích Minh Đạo về Sư Thích Minh Tuệ, theo thông tin trên website của giáo hội này. Và đây là hình Sư Thích Minh Đạo, người cưu mang những đứa trẻ bất hạnh. Ban trị sự sau đó kết luận rằng, việc Sư Thích Minh Đạo nhận xét về ông Lê Anh Tú là quyền suy nghĩ của từng cá nhân. Nhưng Sư Thích Minh Đạo sai ở chỗ, dùng từ chưa đúng với chức năng quyền hạn của mình, dẫn đến sự ngộ nhận từ nhiều nơi. Sau đó, BBC cũng nhắc lại ngày 27 tháng 5, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là thư kiểm điểm và xin nghỉ tham gia công việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam của sư Thích Minh Đạo. Bức thư cho biết, sư Minh Đạo muốn sám hối lần cuối và xin được tu tập trong tu viện, không tham gia việc giáo hội nữa và sẽ khép mình trong yên lặng. Theo BBC, Sư Minh Đạo một lần nữa có những chia sẻ về Sư Minh Tuệ mà ông nhấn mạnh là quan điểm của cá nhân ông. Ông nói rằng ước mơ của ông là chính phủ Việt Nam ra một công văn yêu cầu người dân không được theo Sư Minh Tuệ để Sư được an yên bộ hành, hành đạo khắp Việt Nam để đến đâu mang niềm vui hạnh phúc, thanh bình cho nhân loại. Nếu chính phủ không hỗ trợ cho Sư Minh Tuệ thì tội nghiệp Sư Minh Tuệ và tội nghiệp cho Tam Đoàn là những người có duyên tu hạnh đầu đà vì nếu ẩn tu ở rừng sâu, thì quý sư sẽ không đủ thực phẩm để sống qua ngày và dưỡng thân tu học. Và đây là hình sư thích minh tuệ đi nhận căn cước công dân. Ngủ trong rừng bị mũi chích, gió độc thì không đủ sức khỏe để hành thuyền. Người tĩnh tâm trong gốc cây, hang đá, nghĩa địa thì phải có một sức định sâu sắc nhiều đời nhiều kiếp. Còn các quân đệ tháp tùng thì có thể không chịu nổi. Còn nếu sư xuống thì nhiều người tiếp tục chạy theo, gây ách tắc giao thông, cản trở xã hội. Do đó, các Phật tử không thể ngưỡng mộ sư Minh Tuệ bằng cách chạy theo để chụp hình, quay phim và xin phước. Sư Minh Đạo nhận định rằng, Việt Nam xưa kia thì không biết, nhưng từ khi sư Minh Đạo ra đời và biết tu hành thì chỉ thấy có một sư Minh Tuệ có thể tu trọn vẹn hạnh đầu đà. Sư Thích Minh Đạo cho rằng, trường hợp sư Thích Minh Tuệ là rất quý giá, cần nhìn giữ như một pháp bảo của nhà Phật. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết, ngày 10 tháng 6, Công an Gia Lai cũng tung video trên trang Facebook có tích xanh của mình, cho thấy Sư Thích Minh Tuệ đi nhận căn cước công dân. Việc Sư Minh Tuệ có thật sự tự nguyện dừng cuộc bộ hành hay không, và ông đang ẩn tu ở đâu, bao giờ ông được nói lại hành trình bộ hành khất thật? Tới nay vẫn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Thích Minh Đạo nói rằng sự minh tuệ là pháp bảo của nhà Phật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Huy Đức đã chọn con đường trong gai nhất của một người cầm bút. Ngày 9 tháng 6, Facebook Nguyễn Thị Tịnh Thi có bài bình luận Huy Đức, anh chết cũng được rồi. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Văn là người, người xưa đã nói thế, không sai. Những gì ta viết, kể cả các comment ngăn ngắn, cũng chính là con người của ta. Huy Đức viết báo, viết sách, bền thắng cuộc. Tất cả những chữ nghĩa đó là chính con người anh, trí tệ, trách nhiệm, chính trực, can đảm, dẫn thân, vô ý và chấp nhận hy sinh. Và đây là hình sái tệch trên Facebook. Nguyễn Thị Tịnh thì Huy Đức khởi xướng chương trình nhịp cầu Hoàng Sa, xây nhà và trợ giúp cho các cựu binh Hoàng Sa và Trường Sa bất kể họ ở phía nào. Huy Đức thực hiện chương trình trồng rừng, cả vạn cây xanh đã đứng vững trên đất, thành rừng. Cho đến bây giờ, bên thắng cuộc là bộ sách về lịch sử Việt Nam sau năm 1975 do một cá nhân thực hiện với nhiều thông tin chân thật, thái độ khách quan và công bằng nhất. Đây là bộ sách đầu tiên không thuộc quan sử sử do nhà nước chủ trì và thuộc tư sử sử do cá nhân tự viết trình hiện diện mạo đất nước từ năm 1975 đến cuối thập niên năm 1990 với tất cả những điều được mất thành tụ và sai lầm bằng quan điểm viết sử kinh điển có từ xưa thuật nhi bất tác chép sử chứ không sáng tác lịch sử không tô hồng hay bôi đen hiện thực không bị chi phối bởi quyền lực và quyền lợi ba chữ bên thắng cuộc là bản quyền của huy đức bất kỳ ai để lại cho đời một định danh, một thuật ngữ, thành ngữ, điển cố là có thể xác định được tên tuổi của mình với thiên hạ. Chỉ riêng nhan đề của bộ sách này, Huy Đức đã ghi tên tuổi của mình vào lịch sử và ngôn ngữ Việt Nam hiện đại. Và đây là hình bộ sách bên thắng cuộc. Sau này có thể có những cuốn sách lịch sử chân xác hơn, đầy đủ hơn, sống động hơn, hấp dẫn hơn bên thắng cuộc. Nhưng bên thắng cuộc của Huy Đức vẫn là một dấu mốc quan trọng, cắm vào hành trình lịch sử của dân tộc vì nó bước qua lời nguyện khai sơn phá thạch cho sử Việt Nam sau năm 1975, vốn đóng băng với quan điểm viết sử là viết về thần tượng, thành tựu và chiến công. Bằng trách nhiệm và cái dũng của người, dám viết dưới giá treo cổ, sử của Huy Đức không chỉ có thắng lợi mà còn là sự ký của sai lầm và mất mát, sử của những sự thật chết người. Kể cả sách và báo, anh dám viết những điều mà nhiều người không dám đọc, không dám đối diện, không dám thừa nhận dù biết như thế anh khó mà yên ổn tuy vậy anh đã sử dụng cái quyền đầy hiểm nguy của người cầm bút quyền chọn lựa viết sự thật và bày tỏ chính kiến của mình khi nào thì một người cầm bút có thể yên tâm mà chết đi đó là khi anh ta viết được một tác phẩm để đời huy đức có những bài báo để đời có bộ sách để đời anh chết cũng được rồi đời người chỉ cần trồng một cái cây đã là đáng quý huy đức trồng một rừng cây anh chết cũng được rồi và đây là hình nhà báo huy đức nếu huy đức chết đi ba chữ bên thắng cuộc vẫn trường tồn trường thọ rừng cây anh trồng dẫu gặp thiên tai nhân họa vẫn còn ít nhất là vài cây phương trưởng những bài chính luận sắc sảo và bộ sách đồ sộ bên thắng cuộc của anh dẫu gặp thị phi vẫn có thể khai tâm trí cho một số người trên hành trình theo đuổi tự do và dân chủ đầy gian nan của dân tộc chỉ cần như thế thôi thì đừng nói đến tạm giữ khởi tố bắt giam, tù đài mà ngay cả bây giờ nếu anh chết đi thì đã không lãng phí một đời. Sự đời đôi khi án phạt lại là xác tính, là vòng nguyệt quế cho nhân cách của một con người. Người yêu anh lẫn ghét anh đều không làm được như anh. Trong ván cờ người, ván cờ đời, ván cờ đạo nghĩa, anh là bên thắng cuộc. Một đời người có bao nhiêu đau mà anh làm được nhiều việc đến vậy chữ nghĩa cũng chừng ấy thôi mà anh viết được những điều có sức nặng ngàn cân. Trước sau vẫn luôn thấy anh yêu đất nước này cay đắng, anh đau đáo với dân tộc này. Anh chọn con đường trong gai với tất cả trách nhiệm của một công dân, một trí thức, một người cầm bút. Nếu chết khi chưa làm được gì cho sự nghiệp và lý tưởng mà mình theo đuổi thì mới đáng tiếc. Còn anh, những việc lớn anh đã làm được rất nhiều, hết sức, hết lòng rồi, thì chết lúc nào chẳng được lập thân, lập nghiệp, lập ngôn, tam lập đó anh đã làm xong, làm một cách xuất sắc, thì tai ách của cuộc đời cũng có hệ chi, phải không anh? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Huy Đức đã chọn con đường trong gai nhất của một người cầm bút. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới